Hôm nay GoFood trở lại Bình Chánh để thăm lại cháu Long bị bệnh ung thư máu. Thì tới thời điểm này thì GoFood cũng đã chia sẻ về cái trường hợp của cháu Long khoảng 3-4 tập ở từng thời gian. Thì như mọi người cũng biết là hiện tại là bây giờ cái sức khỏe của Long đã dần khỏe lại sau khi mà sử dụng cái thuốc của một người thầy ở Bình Dương. Thứ hai nữa thì Long hiện tại là đang học sửa xe, một cái công việc mà Long yêu thích từ đã rất là lâu. Và thứ ba nữa là về cái việc mà chỗ ở, nhà trọ, Long đang trọ ở đây thì cũng có, ở lần trước thì một có Mạnh Thường Quân gửi đến cho GoFood cái khoản tiền để nhờ GoFood đóng cái khoản tiền nhà trọ trước cho Long là khoảng 5 tháng. Cũng nói chung là bây giờ cái trường hợp của Long thì cũng đã tạm ổn, nên là GoFood cũng chia sẻ riêng là sắp tới thì GoFood có thể là sẽ ít chia sẻ về cái hoàn cảnh của Long để dành cho những cái trường hợp khác. Hôm nay thì GoFood có giữ 2 triệu đồng từ Mạnh Thường Quân, thì GoFood sẵn thời gian đây thì GoFood sẽ gửi đến cho Long luôn để cho cháu có tiền trang trải cái cuộc sống. Thứ hai nữa thì ở cái clip gần đây nhất, Long có chia sẻ về cái việc mà uống thuốc của người thầy ở trên Bình Dương, cái thuốc mà trị bệnh, nói chung là nó cái thuốc cho chậm cái phát triển của cái việc mà bệnh ung thư máu của Long. Thì cháu đã có một cái sức khỏe cũng đỡ hơn khi mà sử dụng cái loại thuốc đó, và cũng có rất là nhiều cô bác anh chị liên hệ trực tiếp tới Long cũng như là liên hệ với GoFood để mà hỏi cái địa chỉ cũng như là số điện thoại của cái người thầy đó. Thì hôm nay, thông qua cái clip hôm nay, thì Long sẽ gửi cụ thể về cái địa chỉ cũng như là cái số điện thoại để mọi người có thể liên hệ trực tiếp ở trên đó thay vì liên hệ với Long. Bây giờ xin mời mọi người cùng với GoFood sẽ vào thăm lại cháu Long để xem tình hình sức khỏe hôm nay như thế nào. Và GoFood cũng gửi một cái khoản tiền, coi như là cái khoản tiền từ Mạnh Thường Quân đến cho cháu. Thì hiện tại là GoFood đang có mặt ở nhà trọ của Long. Hiện tại là bây giờ là cái giờ trưa, thì cái giờ ở khu nhà trọ giờ trưa thì mọi người về nghỉ ngơi, với lại cũng có mở nhạc, mở tivi thì hơi ồn chút xíu, mọi người thông cảm. Riêng về cái phòng của Long thì cháu có nói là hai cái đường dây điện, hai cái bóng đèn đó là đứt hay là chạm như thế nào thì không có mở đèn được, thì hơi tối chút xíu, mọi người cũng thông cảm cho GoFood. Đây cháu Long đây. Hôm nay thì hơi làm phiền Long một chút xíu, tại vì cháu có nói là hôm nay cháu đi nhận xe của khách để về sửa, nhưng mà GoFood gọi điện cháu bất ngờ quá nên là cháu chạy về nhà để mà đợi GoFood. Chắc là hôm nay là cháu nó không có đi làm luôn. Nghỉ một buổi ha, nghỉ một ngày đi. Dạ. Lấy xe ở đâu vậy Long? Dạ, bến xe An Sương. Con từ ở tiệm thầy con ở Trần Đại Nghĩa, con dạ, chạy ra bến xe An Sương con lấy. Dạ. Xong con chạy ngược về. Dạ. Đi với ai? Đi với thằng Học Chung. Con có được từng đi nhiều như vậy không? Dạ, thì người ta gửi máy lên thì ra mình nhận. Đi ý là tại vì chú thấy con bệnh á, đi xe cộ rồi đó, thấy mà bạn con chở con đúng không? Dạ. Con chỉ ngồi sau ôm thôi. Dạ. Vậy cũng được. Đừng có chạy xe, ở ngoài ăn xương đâu. Mấy bữa nay sức khỏe làm sao rồi? Dạ, bình thường, khỏe. Bữa nay thấy con tươi hơn cái hôm bữa mà con nói con khỏe nữa đúng không? Dạ. Nay thấy tươi hơn. Hình như là có lên ký không? Còn con nốt cân nữa. Thấy tròn hôm bữa. Dạ. Áo này là áo sửa xe đó hả? Dạ. Của tiệm đó. Dạ. Uống vẫn thuốc. Dạ. Điều như thế này nha Long. Hôm ở cái lần trước á, con có chia sẻ về cái việc mà sức khỏe của con. Dạ. Với lại là cái thuốc mà con sử dụng từ khi mà mẹ con mất tới giờ á. Dạ. Là sử dụng thuốc đó là thuốc nam. Dạ. Thuốc nam của một ông thầy ở trên Bến Cát Bình Dương. Bến Cát Bình Dương. Dạ. Sau khi mà chú đăng lên đó thì chắc là nhiều người gọi điện con đúng không? Dạ. Rồi cũng có liên hệ với trên kênh của chú. Nên là sẵn cái clip ngày hôm nay
thì nhờ con chỉ về cái chỗ đó luôn, với lại cái cách liên hệ với lại người thầy đó, để mọi người người ta tự liên hệ với ông thầy luôn, khỏi qua con ha, để nhiều khi con mắc sửa xe rồi đó. Mướn xe đi không à, nhưng mà lên tới đó là bến cát trạm y tế An Tây, là kế bên trạm y tế An Tây, nếu tới đó không biết hỏi người ta thầy thuốc Hai Thanh là người ta chỉ, Cái ai cũng biết ổng. bên trạm y tế An Tây. An Tây ở Bến Cát, Bình Dương. Dạ. Số điện thoại con không có hả? Dạ không. Mỗi lần con lấy thuốc là con thuê đưa ôm, xe ôm. Dạ anh thuê xe du lịch. À, thuê xe, là con tự đi, đi lên đó. Dạ. Lên trên đó là có lấy thuốc hay là mỗi lần lên có kiểm tra sức khỏe, bắt mạch được không? Dạ có. Nếu mà con tại hồi đó con nặng quá, người ta ưu tiên cho con là con khỏi đợi, là con vô là con khám liền luôn. Nếu mà mấy người mà lên sau mà còn bệnh còn nhẹ thì phải bốc số, đợi đợi bắt mạch là nó mới bốc thuốc. À, hôm nay là sức khỏe là đỡ hơn hôm trước rất là nhiều nữa nè. Sẵn đây nha, sẵn đây cho chú chia sẻ lại chút xíu về cái câu chuyện của con nha. Để những ai mà lần đầu xem cái clip này đó, để nắm được cái thông tin. Thì thưa với mọi người, cái trường hợp của cháu Long là Gu Food đã biết cách đây khoảng gần 1 năm. Trước đó, tới thời điểm vài năm gần đây thôi, thì Long bị bệnh ung thư máu và ở với mẹ, thì đi bán vé số. Thì thời điểm đó là mẹ của Long đẩy cháu ngồi trên xe lăn bán ở khu vực ở Bình Chánh. Không may cái thời gian đó là mẹ của Long bị qua đời, bệnh tai biến hay gì đó, đúng không con? Tai biến. Đó, thì hiện tại là bây giờ chỉ còn một mình cháu ở đây. Và cái thời điểm mà Long ở với mẹ đó cũng không có đủ điều kiện để mà đi khám tây y, chỉ có đi khám lúc đó khám để chuẩn đoán bệnh, hoặc là thời gian đầu thôi, thời gian sau là không có đi khám. Thì sau khi mà mẹ cháu mất thì rất là may thì cháu được một người quen chỉ cho cái chỗ ở trên của ông thầy khi nãy cháu vừa nói, tại trên Bình Dương đó. Thì cháu uống thuốc tới giờ năm nay cũng khoảng gần 1 năm, và sức khỏe của cháu thì cháu có nói là đỡ hơn hôm trước rất là nhiều. Và những cái clip mà GoFood có chia sẻ là từng từng giai đoạn, thì nếu mà ai còn mọi người có xem nhiều thì cũng biết, lúc đầu thì GoFood vào thăm, lúc đầu tiên là cháu là ngồi lên xe lăn, và sau đó thì đi được đi đi con dẫn, rồi sau đó từ từ thì bây giờ là cháu đã sửa xe Honda rồi, cũng được rồi. Đó là những gì mà cháu Long chia sẻ, và trong cái quá trình thì mọi người cũng biết. Con chia sẻ kỹ thêm chút xíu nha, là cái thuốc này là cái thuốc nam, là sắc như bình thường nấu bằng Cái siêu của cái chị. siêu. Dạ. Mỗi ngày là uống bao nhiêu chén như vậy? Dạ, mỗi ngày là uống 2 chén. 2 chén là 1 thang. Bao lâu là con đi lên trên Bình Dương con lấy thuốc 1 lần với khám? Dạ, 10 ngày. Mỗi lần đi như vậy là tiền xe bao nhiêu? Dạ, 1 triệu. Là người ta lên chở, chở lên chở, là người ta đợi rước mình về luôn. Mà chắc thời gian sau này chắc con đi sẽ đi xe ôm được quá hả? Dạ. Đi xe ôm đỡ tốn tiền. Dạ. Xe ôm bận đi bận về chắc chú nghĩ là khoảng 300 ngàn là cao à. Dạ. Đúng không? Sau này là chú chở đi. Chú nào? Cái chú mà bạn của mẹ con á, là ở chung nhà bạn của mẹ con, chở Cứ đi. cứ 10 ngày là chú chở 1 lần. Dạ. Vậy là quá tốt rồi. Chứ đi lúc trước tại vì con yếu quá nên là con phải đi xe, Dạ. xe dịch vụ. Hiện tại thưa mọi người, thì cháu đó thì cũng rất là may, có một cái chị đó, là cái chị đó là bạn bạn thân của mẹ cháu, thì cái chị này cũng ở gần. Ở đây là chợ gì con? Dạ, chợ Liên Ấp 123. Chợ Liên Ấp 123. Thì chị cũng ở gần đây, thì chị Long đi lấy thuốc về xong rồi đưa cái chị đó sắc cho Long uống hàng ngày, có thể là đem qua đây hoặc là Long chạy qua nhà để mà uống. Thì sẵn trên clip này thì cũng cảm ơn cái chị đó rất là nhiều. Chị đó tên gì con? Cô đó đó, Nhà tên Mai. cùng chị Mai, bạn của mẹ coi cho Long. Con còn mà gọi là cái việc mà xây sẩm mặt mày do thiếu máu hay Dạ không. là chóng mặt gì không? Dạ không. Đối với cái sức khỏe con giờ, với cái sức khỏe mà con chưa phát bệnh đó, là khoảng bao nhiêu phần trăm, mấy trên mấy? Con cũng không biết nữa. Khoảng Dạ con thấy con như người bình thường vậy, con không bị. đau đứng vậy coi.
Đứng dậy làm mấy cái động tác nữa. Bình thường hả? Dạ. Ừ. Cách đây khoảng 2-3 tháng thì đi còn dịnh tường. Dịnh tường rồi các thứ. Có điều giờ còn hơi thiếu ký ha. Dạ. Ăn uống sao? Dạ cũng bình thường. Lúc đầu thì ăn đắng miệng lắm, nhưng giờ ăn bình thường. Ăn giờ ăn được một tô lớn không? Dạ. Giờ ăn được một tô lớn à? Thì hôm nay thì chủ yếu là chú lên đây chú gửi đến cho con 2 triệu đồng. Khoản tiền này chú nhận của Mạnh Thường Quân. Thì để cho con có tiền để mà con trang trải cuộc sống của con nha. Dạ. Chú đọc tên và cái số tiền. Ở đây là thứ nhất là của chị em chị Kim Ngân ở Vĩnh Long là 1 triệu. Thứ hai là của chị một cái chị giấu tên, chị này ở Bình Thạnh là 1 triệu. Thì gửi cho con là 2 triệu. Sẵn đây thì chú đọc cái số điện thoại của con luôn nha để mọi người có thể liên hệ trực tiếp. Số điện thoại của Long đó là 0976626908. Đây, chú gửi cho con 2 triệu này nha. Bỏ túi để cần gì thì cứ sử dụng. Con có lời nào cảm ơn không? Dạ, cảm ơn mình cho tiền luôn. Ngoài cái việc mà cái nhà trọ thì bây giờ mình cũng không có lo nhiều. Rồi còn cái việc mà con, cái khoản tiền mà con để sử dụng hàng ngày của con là thường thường con sử dụng vào việc gì? Dạ, ăn uống. Con có nói là ở cái chỗ sư phụ mà dạy sửa xe cho con đó. Dạ. Là họ bao cơm là ở giờ nào? Dạ, trưa với chiều. Nếu làm tối thì ăn cơm chiều, mà không làm tối thì đi về ăn nhà. Gà có cho tiền thêm đồ không? Dạ không. Có tiền giá xe, bơm xe rồi thì mình tự lấy. Giờ biết làm nồi chưa? Dạ rồi. Nồi tay ga xe số gì biết hết rồi hả? Dạ. Cái ông sư phụ của con là ổng biết về cái hoàn cảnh của con không? Dạ biết. Ở dưới mà quê của con mấy gì của con á? Dạ. Ổng con nói quê ở đâu? Dạ Đồng Tháp. Quê của con đó thì ở dưới mấy dì có hay gọi lên không? Dạ không. Mẹ con là đám giỗ là ngày mấy? Dạ con chỉ nhớ ngày Tây thôi, con không biết ngày dưới. Ngày Tây là ngày 28 tháng 12. Cũng gần tới rồi ha. Dạ. Mẹ con là ở dưới, ngoại con đang thờ ở dưới. Dạ. Bao lâu rồi chưa về dưới quê? Dạ cũng mấy tháng rồi, 4-5 tháng. Ở cái những cái lần đầu tiên mà Cũng Phước chia sẻ về cái câu chuyện của cháu Long đó thì cũng có nhiều người nói là sao không mà đi về ở dưới quê ngoại là ở dưới Đồng Tháp, về dưới có ông bà ngoại rồi mấy dì đồ với lại quê đồ ở dưới. Thì Long nói là Long là muốn tự lập, với lại Long mà lên trên Sài Gòn là cũng từ nhỏ rồi, cũng không có quen cuộc sống ở dưới, với lại muốn tự lập nên là cháu quyết định là ở đây để gọi là tự cái bản thân. Tối chạy à, ngủ sáng để lên nằm như gặp cho mát. Và hiện tại giờ bây giờ là chỗ bếp đồ là cũng đâu còn sử dụng gì đâu đúng không? Dạ. Chỉ có chỗ ngủ thôi được rồi, với lại cái một cái máy giặt để mà giặt đồ. Tiền điện nước thì cũng đâu có lo mấy đâu hả? Hôm bữa cái chị chủ nhà chị bán ra hôm trước đó, chị nói là ngày mấy chú quên rồi, ngày 10 phải không? Dạ. Rồi tới tháng mấy là hết? Dạ tới hết tháng 12. Để GoFood quay vòng chỗ ở của cháu Long cho mọi người. Lúc trước thì ngay chỗ đây nè thì rất là nhiều đồ, tại vì cái chỗ này là cái gian bếp. Long chỉnh thời gian đó thì dọn dẹp, với lại bỏ một số ớt đồ. Gạo đây là hôm bữa thì cũng có mấy chị có qua có cho, nhưng mà cháu nó đi giờ bây giờ đi làm cũng ít nấu nướng. Ủa rồi cái đèn này giờ sao Long? Bây giờ con ra ngoài con mua bóng đèn hay là con nhờ người ta để vô thử đèn, thử dây điện đồ hay sao? À, tới chiều con nhờ bạn qua chở đi mua. Nhưng mà nó có phải là bị bóng đèn không? Sao tự nhiên nó bị đứt hai bóng chứ? Dạ phải, tại con cắm vô nó không lên điện nữa. Nó đang sáng nó đứt luôn. Mà hai cái bóng cùng lúc luôn hả? Dạ.
chứ có chập điện không? Tủ lạnh còn xài được không? Được. Mấy cái đồ nào mà trong tủ lạnh mình để lâu quá mình không sử dụng thì lấy bỏ ra chứ để. Ở đây xin nhắc lại cái địa chỉ cho mọi người có thể là mà dễ tìm. Ở đây là ngay chợ chợ Liên Ấp 123 ở huyện Thị Tú, đi vô qua cầu Rạch Suối, qua cầu Rạch Suối khoảng chừng vài trăm mét thì nó sẽ có một cái con hẻm nằm bên tay phải thì vô chợ một Liên Ấp 123. Còn bây giờ là hôm nay là không có đi làm rồi, hiện giờ là ở nhà nghỉ ngơi. Dạ. Có đi gọi sư phụ chưa? Dạ có nói rồi. Như thế này nha, thì hôm nay thì Long cũng gửi cái địa chỉ cho mọi người về cái người thầy ở trên Bến Cáng Bình Dương. Có gì thì mọi người biết cái thông tin thì có thể là lên trên đó tìm ông thầy, tại cũng có rất là nhiều cô bác anh chị liên hệ trong cái việc mà cái bệnh ung thư máu. Rồi như thế này thì có gì thay đổi á, thì con liên hệ chú ha. Dạ. Trong cái cuộc sống của con về sức khỏe cũng như là công việc như các thứ liên hệ với chú. Dạ. Chú về thì có gì thì chú đi ngang đây thì chú lên trở lại để gặp con sau. Thôi chú về nha. Dạ.